Xin kính chào quý cô bác anh chị, quý vị khán giả đang theo dõi video tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình. Buổi trưa hôm nay xin kính chúc đại gia đình một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui, sức khỏe và bình an. Trong cái bản tin trưa ngày hôm nay, em xin cập nhật một số thông tin cực kỳ nóng của chú anh chị. Có thể nói là rất là nóng và rất là sốc luôn. Đó, của chú anh chị ơi, toan thật sự là của chú anh chị. Bữa nay ngày hết Tết đến rồi, còn có khoảng hơn một tuần nữa tới Tết. Mà bên phía bún bò đang tiếp tục gây ra những cái sóng gió trong cái drama dành căn nhà đồng sở hữu, căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm của chú anh chị. Trên các hội nhóm, cô chú anh chị khán giả đang bàn tán xôn xao về cái câu chuyện. Đó, cô chú anh chị biết cái này: Nay Hồng Loan không hòa giải, bên Gia kiện tất cả vợ chồng và cái con của Hồng Loan, vợ chồng ông Bum thành Mỹ với lý do là không hợp pháp à. Xin lỗi, với lý do là không hợp pháp à. Đó, nhiều khán giả ta nói là ve làm cái trò cười cho thiên hạ, giờ kiện thì phải hành chánh rồi cũng đăng ký là xong. Bà móm là chủ nhà, cho ở là quyền của họ. Đó, một khán giả ta cũng comment như này: hết thuốc chữa thật rồi, ve làm chuyện cười cho thiên hạ. À, mình không hiểu luôn cô chú anh chị ơi. Bữa nay là họ, sau khi mà bên phía chị Nay với chị Hồng Loan là cương quyết không hòa giải lần thứ ba, thì họ lại kiếm cái cớ thêm một lần nữa là thưa kiện nữa. Bây giờ có chuyện mà họ phải nên làm, thứ nhất là làm minh bạch cái tiền sao kê hơn một năm nay đám tang ba của mình. Hồng Loan chưa biết cái tổng số tiền mà các cô chú anh nghệ sĩ, các khán giả gần xa đi đám tang cho ba mình là bao nhiêu. Thứ hai là cái vụ BH, và cái thứ ba là xin nhắc đến cái câu chuyện là họ phải dọn tất cả những cái đồ đi khỏi căn nhà số 5. Có chuyện nói quá nhiều rồi, họ vẫn rất là dai dẳng, không biết họ coi trời bằng vung hay sao, không biết cơ quan pháp luật đâu mà cứ để cho họ cứ ung dung như vậy. Và đó cũng chính là lý do mà sáng hôm nay luật sư Tiết Ngọc cũng đã tới nhà chị Hồng Loan ha. Luật sư Tiết Ngọc tới, mặc dù biết là Hồng Loan không có nhà, nhưng mà chị Tiết Ngọc cũng mang một cái xấp hồ sơ rất là dày ha, tới làm việc với anh Mỹ và bùm bùm. Mình nghĩ là cũng liên quan đến những cái tờ đơn kiện mới của bên bún bò. Bây giờ người ta nói là giống như là bên họ là hết thuốc chữa rồi đó, bây giờ suốt ngày cái thương kiện, suốt làm ăn thì không lo làm. Bây giờ là buôn bán cái ẩm, không có chuyện gì làm, suốt ngày cứ đi thưa kiện của chú anh chị, thực sự rất là chán nản ha. Đó, trên các hội nhóm người ta cũng chia sẻ như thế này của chú anh chị. Nay có nói kiện con Hồng Loan, chắc là bé gái lớn thôi, chứ từ bé xu xuống chưa đủ 18 tuổi mà kiện cái quái gì. Nghe nói kiện bé buôn tạm trú bất hợp pháp, vì bé chưa kịp vô hộ khẩu. Bé buôn làm gì mà chúng nó, trời, con nít nó cũng hơn thua, tẩy chay cả tập đoàn nó. Rất nhiều những cái khuôn mặt cười, không hiểu nó đang làm cái gì nữa cô chú anh chị. Cái này là đốt phong long bên cần cần riết rồi lên biên hòa cho bàn dân thiên hạ bớt khẩu nghiệp. Kiện khùng kiện điên gì mà ham kiện hoài á. Đó, kênh cô Thái Dương cũng nói bé Buôn bị kiện luôn rồi. Không biết nó đang làm cái chuyện gì đâu cô chú anh chị, thực sự là rất là sốc luôn. Hết hết chị Loan, chị Ni, rồi anh Hải, rồi bây giờ là bùm bùm, anh Mỹ và cả anh Phương chồng của bùm bùm cũng bị kiện luôn. Những đứa con của chị Hồng Loan cũng bị kiện luôn. Ở tụi kia nó bây giờ nó lôi cả gia đình của chị Hồng Loan ra kiện, không biết kiện vì cái gì nữa. Họ suốt ngày họ rảnh quá sao mà cứ trình đơn thưa kiện cái này, không hiểu nổi luôn của chú anh chị. Trong khi đó có một thông tin cũng rất là mới trên các hội nhóm tâm chia sẻ như này quý vị. Nói về ông Bảy nha. Ông Bảy mấy hôm nay như là cũng bên im hơi lặng tiếng ở bên bà Xích rồi. Bây giờ là cũng nội bộ lục đục vì cái tiền ăn phí đó. Cái tiền ăn phí hơn 400 triệu thì em cũng đã chia sẻ nhiều ở các video trước. Đó, hai người là cũng vì cái mâu thuẫn cái đồng tiền thôi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Mà bây giờ có họa là phần ai nấy lo đó, thân ai nấy lo đó cô chú anh chị. Ông Bảy bây giờ cũng đang nhập viện, tiền thì không có mà ăn, mà đòi đâu ra hơn 200 triệu để đóng ăn phí. Khán giả người ta comment như thế này: ông Bảy báo mướn nhà bán bánh xèo gần nhà mình mà ấy quá dẹp luôn rồi, đáng đời. Một bạn khán giả ta viết cái này nữa: bữa bán hủ tiếu mực 50k 70k gì một tô, kinh thật. Hủ tiếu mực ở Võ Văn Tần có tiếng mà bán tô đặc biệt có 70k mà bán trong hẻm dở còn mắc, hỏi sao mà không dẹp. Tức là
Ông bà lần trước mới chuyển sang một cái địa chỉ mới, ở đâu cũng trên đường Lê Hồng Phong của chú chị, trong một cái hẻm, nhưng mà mình có đi ngang qua. Và cái hẻm nó thực sự rất là nhỏ luôn, mà nếu mà buôn bán nằm trong hẻm đó thì biết ai biết mà ăn. Mà cái mặt bằng không đẹp mà còn bán giá đắt nữa thì tiền đâu mà trả mặt bằng nữa. Bởi vậy dẹp tiệm là đúng thôi. Bởi vậy bây giờ bà còn sale, bây giờ là cũng đang tích cực livestream đó, con ve cũng tích cực là bán hàng Tết mấy cái set quà này kia này kia, mà có ai mua đâu. Mọi người thấy không, hôm trước nó đăng cái hình nó đi chợ Kim Biên, nó đi mua giấy cái gì, nó gói quà đi giao từng bịch cho khách của mình á. Trong khi đó Hồng Loan ha, suốt ngày bận ở công việc, đi diễn phim đóng kịch rồi đi show này show khác ra mắt phim, mà cái shop Hồng Loan, shop Bình Buôn bán hàng đều đều. Cô chú anh chị nên nhớ, người ta đi giao hàng bằng xe tải nha, xe tải xe bưu điện chuyển khắp các tỉnh, chứ không phải như là ở bên phía Bún Bò mà phải đi chuyển từng cái bọc ni lông, giao từng đơn, chạy xe máy giao từng đơn, nhìn rất là khổ sở ha. Đó, bây giờ là coi như là thật sự là rất là sốc luôn rồi chú anh chị ơi. À, chị Ni cũng cũng chia sẻ trong cái phiên live mới nhất của chị Ni, tiết lộ bên kia mới tặng cho Loan thêm một đơn nữa hả mọi người, và người bị kiện đó là anh Phương chồng một bum và các con của Hồng Loan đó. Gì vậy à, mấy con ve không hiểu nổi luôn. Bây giờ họ bây giờ không biết móc ra cái chiêu gì nữa. Hôm trước thì tới mấy mấy hôm trước là cái vụ giấy từ con ấy, giấy từ con thì bên tòa bác bỏ, họ cũng ê chề một lần rồi, bây giờ thêm kiện không hiểu nổi. Bây giờ đi kiện bé Sâu hả, đi kiện cu tin hay là bé Bun nữa, mấy đứa nhỏ nó có biết mẹ gì đâu mà kiện của chú anh chị. À, tụi nó cho rằng là mấy đứa nhỏ nó chưa vô sổ hộ khẩu nên ở đó là bất hợp pháp thôi, chả liên quan gì cả. Mình nghĩ cái chuyện mà đăng ký thì nó cũng đơn giản thôi, tại vì bây giờ chị Loan á, bây giờ chị Loan giống như là chủ nhà thôi, tại vì chị Loan đứng trong sổ hộ khẩu của chú Năm, và bây giờ chỉ dọn về ở cùng với chồng và những đứa con của mình, thì cái chuyện đăng ký tạm trú tạm vắng ở phường nó đơn giản lắm chú chị. Bây giờ mình chủ nhà mà mình có giấy hộ khẩu với cây xanh, mình ra mình đăng ký rất là dễ ha. Bây giờ thấy con cái chị Hồng Loan cũng học ở đó mà, bắt cái mớ gì đâu mà kiện, họ rất là vô lý. Hy vọng là qua Tết mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, bên tòa án, bên phía luật sư cũng sẽ làm sáng tỏ câu chuyện vấn đề sau kia, cũng như là kết thúc drama tranh giành căn nhà số 5 của bên phía Bún Bò. Đó là một cái tin mà rất nhiều khán giả đang mong chờ, tại vì cũng qua Tết đó, tức là ngày 5 tháng 3 cũng là tròn 1 năm ngày mất của cố nghệ sĩ. Mình nghĩ hôm đó thì gia đình chị Hồng Loan cũng sẽ làm một cái lễ cúng thật là trang trọng, và cũng sẽ có rất đông các anh chị em nghệ sĩ, các khán giả gần xa tới để thắp cho chú Năm một nén nhang nha cô chú anh chị. Cũng mong mọi chuyện em xuôi, vì phía bên kia chú Năm có thể là yên giấc nghìn thu của chú anh chị ha. Cái câu chuyện là nó kéo dài hơn 1 năm nay rồi, nó thật sự quá là mệt mỏi cho Hồng Loan và mệt mỏi cho tất cả những đứa con, anh chị em, người thân của Hồng Loan. Và cũng hy vọng là bên kia họ sẽ tỉnh ngộ, giác ngộ ra, bây giờ là quay đầu là bờ thôi, bây giờ là phải lo làm ăn thôi, thôi đừng có kiện tụng nữa xích ơi. Mọi việc bây giờ nó sáng như ban ngày rồi, không có một cái lý do nào mà xích bây giờ đòi đồng sở hữu. Mà nhiều khán giả người ta còn nói là bài xích như vậy, là xử lý như vậy là còn ngu ấy. Hồi xưa mà nếu mà không tranh giành với không đòi đồng sở hữu thì bây giờ cũng có một cái nhà ở rồi, bây giờ Hồng Loan đâu có đối xử tệ ba đâu, mà bà muốn đòi chia đôi nó làm gì có câu chuyện đó của chú anh chị. Gia tài của người anh của mình là đứa em thôi, mình là đứa cháu, mình không có bao giờ có quyền mà đòi chia đôi với con ruột của họ được cả. Điều đó thực sự rất là phi lý. Đó, buổi trưa hôm nay có những thông tin cực kỳ nóng và cực kỳ hot, em xin cập nhật cả nhà được lắng nghe ha. Em xin tạm dừng cái video tại đây. Cô chú anh chị dành chút thời gian cho em xin được like, được đăng ký nha. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và đồng hành các cái video trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các clip tiếp theo.